đến thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Nông Lâm TV được chiêm ngưỡng đàn chồn hương của chị Lê Lựa với số lượng hàng trăm con. Chị Lựa chia sẻ, trước khi chị chăn nuôi chồn hương, chị là quản lý cấp cao của một công ty bảo hiểm. Trong quá trình đi công tác ở địa phương của đồng nghiệp, chị đã được tận mắt thấy mô hình nuôi chồn hương và dúi. Rồi chị cũng dành chút thời gian tìm hiểu, chị biết được nuôi chồn hương tương đối dễ và nhàn, không áp lực như công việc làm quản lý mà thu nhập lại cao, nên chị đã dành hết vốn tích lũy được để đầu tư vào mô hình chăn nuôi động vật hoang dã này. Hiện chị đã thành lập hợp tác xã Thắng Lợi 12 để giúp nhiều bà con ở Yên Bái nói riêng và bà con ở các tỉnh thành trên cả nước nói chung làm giàu từ chăn nuôi con chồn hương và con dúi. Bà con nào muốn liên kết chăn nuôi hoặc tham quan tìm hiểu mô hình chăn nuôi của chị Lựa, hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được đón tiếp cũng như được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào bà con, hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với bà con về một mô hình mới, đó là mô hình nuôi cầy hương và dúi. Chúng tôi có địa chỉ tại thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cái duyên mà tôi đến được với cái nghề nuôi cầy hương này thì xuất phát từ những người bạn với tôi trong ngành của tôi, đó là trước đây thì tôi làm về bảo hiểm nhân thọ rất nhiều năm. Và tôi cũng quản lý rất là nhiều các anh chị em ở các tỉnh thành khác nhau. Và khi đó tôi có cơ hội đi tới các đồng nghiệp của mình, và khi thấy họ triển khai cái mô hình nuôi cầy hương và tôi theo dõi họ một vài năm thì tôi thấy rất hiệu quả. Và tôi cũng bén duyên với cầy hương từ cái thời điểm đó, và đặc biệt hơn nữa thì trang trại của chúng tôi là một mô hình trang trại hợp tác xã, và chúng tôi liên kết các hợp tác xã. Chúng tôi có rất nhiều những trang trại ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong Cà Mau và ở ngoài Bắc, thì địa chỉ của chúng tôi tại thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái á. Bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp, lên trực tiếp trại của chúng tôi để thăm, và chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con tất cả những cái quy trình nuôi cũng như làm sao để nuôi con cầy hương đạt hiệu quả cao. Nuôi chồn hương đã phát triển mạnh mẽ ở một số địa phương, tuy nhiên đối với tỉnh Yên Bái thì còn mới lạ đối với nhiều bà con. Chị Lựa chia sẻ, dù con cầy hương này nuôi ở địa phương nào cũng đều thích nghi tốt, bởi chúng có sức đề kháng cao, ít bệnh tật. Hơn nữa, chuồng trại làm rất đơn giản và không tốn nhiều chi phí. Như bà con đang nhìn thấy trong video, đây chính là các ô chuồng nuôi chồn hương của chị Lựa. Mời bà con cùng theo dõi tiếp video để biết rõ hơn về cách làm chuồng này. Có nhiều câu hỏi đặt ra với tôi rằng là nuôi cầy hương có dễ hay không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ đồng hành với bà con và chỉ cho bà con thực tế nuôi cầy hương dễ như thế nào. Và bản thân tôi từ đang làm rất nhiều những công việc khác, mà từ những quản lý cấp cao thu nhập cũng rất là tốt, có rất nhiều hệ thống trên toàn quốc, nhưng tại sao tôi vẫn triển khai cái mô hình cầy hương này? Thì bà con thấy đây ạ, đây là một cái mô hình chuồng của chúng tôi đang nuôi. Đây là chúng tôi đang nuôi nuôi sinh sản, nuôi ghép. Một cái chuồng như này bà con thấy không ạ? Một cái chuồng như này thì chúng tôi có thể nuôi hai con ở trong một cái chuồng như này, một con đực, một con cái ở một cái chuồng như này. Và bên dưới bà con có thể để 40 đến 50cm như này, để làm sao bà con khi mà vệ sinh, bà con xịt rửa đi, nếu như bà con vệ sinh sạch sẽ được con vật thì sẽ đảm bảo được cái sức đề kháng cũng như cái sức phát triển của con vật tốt nhất. Thì bà con cứ làm nó cao lên khoảng 40-50 phân, và chiều cao trên này thì tùy theo bà con cái diện tích của bà con tận dụng trong cái chuồng trại nhà mình. Nếu như mà mình có những cái chuồng cũ của đang nuôi lợn rồi thì bà con tận dụng làm sao cứ cái lưới, nếu như bà con nuôi để sinh sản thì cái lưới bà con có thể làm cái lưới nhỏ hơn cái lưới của chúng tôi hiện tại, có thể làm lưới 3 ly thôi. Đây chúng tôi đang làm 4 ly, 5 ly, thì nó tùy theo là bà con thả cái con giống của mình là con sinh sản hay là nuôi con phối, thì chúng tôi sẽ có những cái mẫu chuồng như vậy. Thì cụ thể về chuồng thì khi bà con đến với hợp tác xã của chúng tôi và làm việc với hợp tác xã của chúng tôi thì kỹ thuật của chúng tôi sẽ đồng hành với bà con về thiết kế chuồng luôn. Nếu như bà con đang nuôi những con vật khác như là con lợn hay con gà thì khi chuyển sang nuôi con cầy hương này thì bà con sẽ thấy cái sự khác biệt luôn, đó là cái mùi. Nói đến cầy hương tức là nó đã có cái hương rất là thơm. Đặc tính của cầy hương là nó có cái hương phát ra hương rất là thơm. Nên khi nuôi con cầy hương bà con chỉ thấy mùi thơm thôi, còn ngoài ra không có mùi gì. Đó là cái câu mà có thể khẳng định với bà con vì chúng tôi trực tiếp chúng tôi nuôi. Đấy, bà con thấy không ạ? Anh chị em chúng tôi nuôi trong trại luôn luôn nói là đây là một nghề mặc đẹp. Không khác với những cái ngành nghề khác là phải gì ạ? Phải mặc quần áo lao động. Nhưng chúng tôi nuôi cầy hương mặc rất đẹp vì nó rất sạch. Đó là một điều mà chúng tôi cảm nhận được. Và khi bản thân tôi chưa từng nuôi những con vật, nhưng khi nuôi con cầy hương này tôi rất là thích. Đó, chia sẻ với bà con như vậy.
Bên cạnh những ưu điểm mà chị Lựa vừa chia sẻ ở trên như nuôi chồn hương không tốn nhiều công chăm sóc, không gian chăn nuôi sạch sẽ, ít mùi hôi. Cùng với chuồng trại làm đơn giản và ít chi phí thì nuôi chồn hương còn có một điểm mạnh nữa mà các vật nuôi thông thường như trâu, bò, lợn, gà không có được, đó là nguồn thức ăn của chồn hương rất dễ kiếm và rẻ tiền, hơn nữa lượng ăn của chúng rất là ít. Chị Lựa chia sẻ, nuôi chồn hương chỉ cần cho ăn 2 bữa mỗi ngày, vào buổi sáng bên chị sẽ cho chồn ăn chuối, buổi chiều cho chúng ăn cá. Đối với con cầy hương, giá trị kinh tế nếu như bà con nuôi một năm với một con cầy sinh sản thì sẽ cho bà con thu nhập trừ hết chi phí đi rồi, sẽ cho bà con thu nhập từ 30 đến 35 triệu trên một con cái sinh sản. Tại sao nói rằng là nuôi con này nó hiệu quả? Vì thưa với bà con rằng là cái thức ăn của con cầy hương cực kỳ đơn giản. Buổi sáng thì với một con cầy mẹ như thế này thì chúng tôi cho con cầy ăn 2 quả chuối, chuối tây ạ. Và buổi chiều thì cho con cầy ăn một con cá rô phi như thế này. Bà con bỏ hết vây, cái vây của nó đi. Là bà con có thể cho ăn sống, tức là nuôi rất đơn giản, rất nhàn. Nếu như bà con chăm kỹ một chút hoặc bà con muốn thay đổi bữa thì có thể một tuần hoặc 10 ngày bà con có thể cho nó bổ sung thêm một chén cháo. Chén cháo lấu vẫn lẫn với cá hoặc lấu lẫn cổ gà cũng được. Hoặc là đơn giản nhất là bà con cho cầy ăn cá sống là đơn giản nhất, đúng không ạ? Vâng, đó chính vì cái nguồn thức ăn đơn giản, chăm sóc đơn giản, không cầu kỳ, thời gian đơn giản như trại của chúng tôi đây, nuôi rất nhiều, vài trăm cặp cầy, nhưng chúng tôi chỉ cần một người chăm thôi. Buổi sáng có thể bỏ ra khoảng 2 tiếng đồng hồ và buổi chiều là 1 tiếng đồng hồ, bà con có thể đi làm về lúc nào, bà con có thể cho cầy ăn lúc đó. Chia sẻ về số vốn cần có để chăn nuôi được chồn hương, chị Lựa cho biết chỉ cần khoảng 20 triệu là đã có được một cặp chồn hương nuôi sinh sản rồi. Chăn nuôi chồn hương chỉ mất chi phí đầu tư một lần ban đầu, sau đó nuôi sinh sản và nhân đàn lên, như bên chị Lựa một năm chồn hương sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 6 con. Khi cung cấp chồn hương giống ra cho bà con chăn nuôi, hợp tác xã của chị Lựa sẽ bảo hành sinh sản bằng văn bản rõ ràng. Đối với con giống sinh sản ít hơn 3 con trên một lứa hay lên giống kém thì sẽ được đổi trả con khác sinh sản tốt hơn với độ tuổi và trọng lượng tương đương nhau. Thêm nữa là hợp tác xã còn bao tiêu đầu ra lên tới 10 năm. Để được tư vấn chi tiết hơn, bà con hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Địa chỉ hợp tác xã Thắng Lợi 12 ở thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Khi bà con bắt tay vào nuôi con vật động vật cao cấp và cầy hương này thì số vốn ban đầu của bà con chỉ cần tối thiểu là 20 triệu bà con cũng đã sở hữu cho mình được một cặp cầy để nuôi sinh sản. Và một năm cầy hương sinh sản 2 đến 3 lứa bà con nhé. Cầy hương sẽ mang thai 2 tháng và sau 2 tháng cầy hương sẽ sinh từ 3 đến 6 con. Đó, thì hợp tác xã cũng sẽ đảm bảo cái số lượng con sinh sản cho bà con luôn. Nếu như mà con sinh sản mà dưới 3 con thì hợp tác xã sẽ đổi cho bà con một con sinh sản từ 3 con trở lên, thì bà con hoàn toàn yên tâm khi mà đến với hợp tác xã Thắng Lợi 12 của chúng tôi. Bà con có nhu cầu mở những trang trại lớn với những cái số vốn lớn thì mời bà con trực tiếp đến trang trại của chúng tôi để được tư vấn và đồng hành một cách tốt nhất.